Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Trong sách trắng quốc phòng năm 2019, Việt Nam đã khẳng định rõ ràng rằng nhiệm vụ then chốt của quốc phòng là xây dựng và phát triển sức mạnh quân sự với mục tiêu răn đe và đủ khả năng đánh bại mọi hành động xâm lược. Chiến lược của Việt Nam rõ ràng tập trung vào phòng thủ, trong đó việc răn đe đối thủ là yếu tố quan trọng. Giống như một con nhím, trước khi bất kỳ kẻ thù nào có ý định tấn công, chúng phải cân nhắc kỹ lưỡng về những chiếc lông sắc bén có tính sát thương cực kỳ cao và có thể ghim vào người chúng bất kỳ lúc nào. Với chiến lược này, rõ ràng mục tiêu là khiến đối thủ phải tính toán kỹ càng, không dám mạo hiểm với một cuộc phiêu lưu quân sự tại Việt Nam. Nếu ví Việt Nam là một con nhím, thì một phần quan trọng của lớp phòng vệ sắc nhọn ấy chính là hạm đội Biển Đông. Vậy, hạm đội Biển Đông của Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào và sức mạnh của họ ra sao mà lại khiến các đối thủ phải dè chừng như vậy? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Hạm đội Biển Đông, tiền thân là hạm đội 171, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Hải quân Việt Nam. Hạm đội 171, hạm đội hải quân đầu tiên của Việt Nam, chính thức được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1975, dựa trên sự sáp nhập của Trung đoàn 171 và Trung đoàn 175. Nhiệm vụ ban đầu của hạm đội là lực lượng cơ động, tuần tra và bảo vệ các vùng biển của đất nước. Giai đoạn 1, từ năm 1975 đến năm 2000. Trong giai đoạn này, trang bị của hạm đội chủ yếu bao gồm các tàu chiến do Liên Xô viện trợ và một số tàu chiến thu được sau giải phóng miền Nam. Đây là giai đoạn hạm đội tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như ngày 5 tháng 1 năm 1979, tiêu diệt lực lượng hải quân Khmer Đỏ, ngăn chặn không cho các tàu chiến của lực lượng này thoát ra biển từ cảng Kampong Som trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, hạm đội tham gia chiến tranh chống lại sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, đặc biệt tại các bãi đá Cô Linh, Len Đao và Gạc Ma. Giai đoạn 2, từ năm 2001 đến nay. Đứng trước những thách thức mới tại Biển Đông, hạm đội Biển Đông của Việt Nam đã được đầu tư mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Việt Nam xác định cần xây dựng một lực lượng hải quân hiện đại, kết hợp với phòng không, không quân và trinh sát điện tử để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Trong giai đoạn này, sự phát triển toàn diện của hạm đội đã giúp nâng cao sức mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống trên biển. Hạm đội Biển Đông hiện nay được chia thành 5 bộ tư lệnh vùng, mỗi vùng phụ trách một khu vực chiến lược khác nhau. Bộ tư lệnh vùng 1 đóng quân tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bộ tư lệnh vùng 2 đóng quân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ tư lệnh vùng 3 đóng quân tại đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bộ tư lệnh vùng 4 đóng quân tại bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bộ tư lệnh vùng 5 đóng quân tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong đó, bộ tư lệnh vùng 4 đóng vai trò quan trọng nhất với cảng Cam Ranh, một trong những cảng nước sâu tốt và có giá trị chiến lược hàng đầu trong khu vực cũng như thế giới. Đây là nơi tập trung các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống tại Biển Đông. Trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự thế giới năm 2023 của Global Firepower, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 19 toàn cầu và thứ 2 ASEAN sau Indonesia. Riêng hải quân, Việt Nam vượt cả Canada, đứng thứ 38 nước hàng đầu hành tinh và xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á. Từ bảng xếp hạng của Global Firepower, Việt Nam xếp sau một số nước Đông Nam Á, vốn sở hữu lực lượng hải quân không được đánh giá cao như Myanmar và Philippines do hạm đội tàu chiến của chúng ta ít hơn họ. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách tổng thể, tiềm lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vượt xa những số liệu Global Firepower có trong tay. Cần phải biết rằng, khả năng tác chiến của Hải quân Việt Nam không dựa hết vào các tàu mặt nước và tàu ngầm. Nó còn đến từ các lực lượng như không quân hải quân, pháo binh tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và cả đặc công hải quân. Điều này cũng cho thấy rõ Hải quân Việt Nam đang từng bước xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, trở thành nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hạm đội tàu mặt nước. Theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại, trong số đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ sân ngầm, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh,
8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Có thể thấy lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu mặt nước của Việt Nam hiện tại chính là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh. Trong đó, đóng vai trò soái hạm là 4 tàu hộ vệ Zipat 3.9, được mua từ Nga có lượng choáng nước đầy tải 2.000 tấn, kế đến là 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, 4 tàu Tarantul và 1 tàu BPS-500. Các lớp tàu chiến kể trên đều được trang bị tên lửa chống hạm, riêng 2 tàu Zipat Trần Hưng Đạo số hiệu 015 và Quang Trung số hiệu 016 còn được bổ sung thêm khả năng chống ngầm. Đặc biệt, trong các tàu chiến đã liệt kê ở trên, bên cạnh mua từ Nga, một số tàu đã được Việt Nam tự đóng thành công trong nước. Lực lượng tàu ngầm. Hiện tại, Hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công lớp Kilo hiện đại do Nga chế tạo. Trong đó, chiếc đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014. So với các nước trong khu vực, lực lượng tàu ngầm Việt Nam được thành lập khá muộn. Dù vậy, với việc đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo, cũng như việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên vào năm 2013, được đánh giá đã mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Một điều đặc biệt là 6 tàu ngầm Kilo của Hải quân ta đã được đặt tên gắn với các thành phố lớn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng cần phải nói thêm là ở Đông Nam Á, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền, cũng như trên biển bằng tên lửa hành trình Calip. Cụ thể, các tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam có thể thực hiện tấn công các tàu chiến của địch bằng tên lửa chống hạm 3M14E Club S có tầm bắn hơn 200 km và biến thể tấn công mặt đất 3M54E có tầm bắn 300 km. Không quân Hải quân. Về không quân Hải quân của Việt Nam, lực lượng này được thành lập từ năm 2013 với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, đóng quân tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ chính của Lữ đoàn 954 là phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, làm nhiệm vụ tác chiến trên biển, trinh sát chống ngầm trên cơ sở trang bị kỹ thuật hiện có, tổ chức phục vụ chiến đấu, vận chuyển đổ bộ chiến thuật, vận chuyển khí tài quân sự và các trang bị khác bảo đảm cho bộ đội ở các đảo. Bên cạnh đó, lực lượng Không quân Hải quân Nhân dân Việt Nam còn đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và phòng chống bão lụt. Theo báo Hải quân Việt Nam, Lữ đoàn 954 hiện tại được biên chế nhiều loại máy bay quân sự hiện đại như trực thăng chống ngầm K-28, K-32, trực thăng vũ trang Mi-8, Mi-17 và cả thủy phi cơ DHC-6. Pháo binh, tên lửa bờ. Pháo binh, tên lửa bờ là một trong năm lực lượng chiến đấu chủ lực của Hải quân Việt Nam. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là bảo vệ căn cứ hải quân, các hải đảo quan trọng trên tuyến giao thông gần bờ biển và bờ biển, tham gia phòng thủ bờ biển, hải đảo, chi viện cho các tàu hải quân chiến đấu và cho lục quân hoạt động trên hướng ven biển. Với nhiệm vụ đặc biệt như trên, lực lượng pháo binh tên lửa bờ của Việt Nam được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại như các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Rubetza, Predator M và K300P Bastion P. Ngoài ra còn có các hệ thống rocket Extra. Hệ thống Rubetza được trang bị tên lửa chống hạm P-15M có tầm bắn từ 40 đến 80 km. Hệ thống Radar M được trang bị tên lửa hành trình chống hạm P-35 có tầm bắn có thể lên đến 550 km. Hệ thống Bastion P với tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Iacon có tầm bắn 300 km, vận tốc khi bay của nó có thể đạt tới Mach 2,5, tức là gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh. Trong khi đó, hệ thống rocket Extra mà Việt Nam mua của Israel có tầm bắn tối đa vào khoảng 150 km. Hải quân đánh bộ. Hải quân đánh bộ Việt Nam là lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ của quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ bảo vệ các đảo, tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc tấn công nhằm giành lại các đảo đã bị nước ngoài chiếm đóng. Bên cạnh đó, lực lượng này còn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong quân chủng Hải quân nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các lữ đoàn hải quân đánh bộ của Việt Nam đều được trang bị nhiều vũ khí, khí tài tân tiến được mua sắm từ nước ngoài. Do đặc thù nhiệm vụ, trang bị vũ khí của hải quân đánh bộ chủ yếu là các loại súng bộ binh. Một trong những vũ khí đó là súng trường tấn công TaVR-T21. Ngoài ra, hải quân đánh bộ Việt Nam cũng được trang bị sát thủ diệt tăng Matador. Đây là loại súng chống tăng vô cùng hiện đại, có khả năng xuyên giáp xe tăng và phá các bức tường gạch hoặc bê tông cốt thép.
Với Việt Nam, vai trò của Biển Đông vô cùng quan trọng, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước. Các đảo và quần đảo trên Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không chỉ có ý nghĩa trong kiểm soát các tuyến đường biển qua lại khu vực này, mà còn có ý nghĩa phòng thủ chiến lược quan trọng đối với Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với chính sách ngoại giao vô cùng khôn khéo, Chính phủ Việt Nam cũng đã dành nhiều nguồn lực cho việc hiện đại hóa quân đội, trong đó ưu tiên trang bị mạnh và hiện đại cho lực lượng không quân, hải quân. Với những gì đã được liệt kê ở trên, Hải quân Nhân dân Việt Nam được đánh giá không chỉ có sức mạnh dẫn đầu Đông Nam Á, mà còn hết sức toàn diện. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng hải quân sẽ là nắm đấm thép của quân đội nhân dân Việt Nam trên biển và sẽ đáp trả đối phương một cách có hiệu quả một khi xung đột nổ ra. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, từng được công bố vài năm trước, có một chi tiết đáng chú ý về việc Việt Nam mua sắm tên lửa chống hạm từ Nga. Trong báo cáo về tình hình mua sắm quốc phòng toàn cầu năm 2017, SIPRI cho biết Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng cung cấp tới 400 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 UAN-E vào năm 2008. Quá trình chuyển giao bắt đầu từ năm 2008 và đến năm 2015, Việt Nam đã nhận được 168 tên lửa. Năm 2016, Nga tiếp tục bàn giao thêm 40 tên lửa cho Việt Nam. Tuy nhiên, tổng số tên lửa của hợp đồng này đã bị giảm xuống còn 300 quả, tức giảm 25% so với số lượng ban đầu. Nguyên nhân khiến số lượng tên lửa KH-35 mà Việt Nam đặt mua bị giảm bớt đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các chuyên gia quân sự quốc tế. Một giả thuyết được đưa ra là số tên lửa bị cắt giảm này có thể đã được thay thế bằng phiên bản nội địa KCT-15. Tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 dựa trên nguyên mẫu KH-35 UAN-E của Nga, do Việt Nam tự chế tạo, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong một cuộc triển lãm nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Sự xuất hiện của KCT-15 đã thu hút sự chú ý đáng kể từ báo giới trong nước. Sau đó không lâu, Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga KTRV tiết lộ rằng họ đã chuyển giao cho Việt Nam 3 mẫu thiết kế tên lửa khác nhau, theo yêu cầu, bao gồm phiên bản phóng từ trên không, từ bờ biển và từ tàu chiến mặt nước. Thông tin này được đánh giá là khá chính xác khi trang tin quốc phòng Defense Blog trước đó cũng đã đưa tin về việc chuyển giao này. Mặc dù không rõ chi tiết Việt Nam đã góp vốn như thế nào trong dự án, nhưng thông tin cho biết rằng tên lửa KCT-15 sẽ được sản xuất ngay tại Việt Nam với số lượng ấn tượng, ước tính khoảng 3.000 quả. Đặc biệt, Việt Nam cũng có quyền xuất khẩu loại vũ khí này ra thị trường quốc tế, tương tự như cách Ấn Độ xuất khẩu tên lửa BrahMos. Tin tức này đã được xác nhận một cách chắc chắn khi hàng loạt trang tin lớn nhỏ của Việt Nam liên tục đăng tải thông tin về sự xuất hiện của tên lửa KCT trên các kênh truyền hình quốc gia. Theo đó, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện thiết kế tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 dựa trên nguyên mẫu KH-35 UAN-E của Nga nhờ việc chuyển giao công nghệ chế tạo từ năm 2013. Về ngoại hình, tên lửa KCT-15 và bệ phóng của nó có hình dáng rất giống với tên lửa chống hạm KH-35E Uran-E do Nga sản xuất. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng KCT-15 do Việt Nam chế tạo có thể được tích hợp các công nghệ mới nhất. Đáng chú ý, tên lửa này được bổ sung cơ chế dẫn đường tham chiếu vệ tinh và quỹ đạo bay tối ưu hóa nhờ bộ động cơ hiện đại. Nhờ những cải tiến này, dù kích thước và trọng lượng đầu đạn không thay đổi, tầm bắn của tên lửa KCT-15 đã được nâng lên đáng kể. Có thông tin cho biết tầm hoạt động của KCT-15 có thể lên đến 300 km với đầu đạn nặng 300 kg. Vượt xa so với tầm bắn 130 km và đầu đạn 145 kg của phiên bản gốc KH-35E. Ngoài ra, thiết kế xe bệ phóng cho hệ thống tên lửa bờ của Việt Nam cũng được nghiên cứu và chế tạo trong nước. Cụ thể, các kỹ sư trẻ thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã hoán cải xe tải Việt Dã Kama 43118, biến nó thành bệ phóng tên lửa. Trong quá trình này, thùng xe tải được dỡ bỏ và thay thế bằng cục 4 ống phóng nghiêng, tương tự hệ thống KT-184 dùng cho tên lửa hành trình diệt hạm KH-35 UAN-E. Loại ống phóng này trước đó đã được kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam giới thiệu trong một phóng sự khác. Phương án thiết kế của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với xe mang phóng tự hành thuộc tổ hợp tên lửa BBALE của Nga, từng được trưng bày tại triển lãm quân sự IDEX 2019. Tuy nhiên, hiện tại xe bệ phóng chưa được tích hợp radar dẫn bắn, chỉ có chức năng vận chuyển và phóng tên lửa. Rất có khả năng sau khi hoàn thiện tên lửa hành trình diệt hạm KCT-15, loại tên lửa này sẽ được biên chế cho một lữ đoàn tên lửa bờ mới thành lập. Nếu không, nó có thể được sử dụng để nâng cấp lữ đoàn 680, đơn vị hiện đang vận hành tổ hợp tên lửa bờ,
4K51VMS đã lỗi thời. Với tầm bắn hàng trăm km, tổ hợp tên lửa hành trình đất đối hải KCT-15 của Việt Nam sẽ là sự thay thế lý tưởng cho tên lửa P-15 Termit, vốn có tầm tác chiến ngắn, dễ bị đánh chặn và kém hiệu quả khi đối phó với các biện pháp gây nhiễu điện tử của đối phương. Hệ thống KCT-15 không chỉ nâng cao sức mạnh phòng thủ bờ biển của Việt Nam, mà còn cải thiện khả năng ứng phó trước các mối đe dọa hiện đại. Nếu nhận định này hoàn toàn chính xác, đây thực sự là một viễn cảnh rất đáng mong đợi, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cả nền công nghiệp quốc phòng nội địa lẫn năng lực tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Như đã đề cập, tên lửa KCT-15 do Việt Nam sản xuất là phiên bản tối tân của dòng KH-35 Uran-E nhập khẩu, với khả năng tấn công chính xác và sức hủy diệt được nhân lên gấp nhiều lần. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS của Anh cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời nhận định rằng tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam chế tạo có sức mạnh vượt trội so với nguyên bản của Nga. Theo IESS, tên lửa KCT-15 khi được trưng bày công khai đã có nhiều điểm khác biệt đáng kể so với KH-35 Uran-E. Cụ thể, phần cánh trên thân tên lửa KCT-15 không có lỗ hút gió như phiên bản gốc và động cơ phản lực của tên lửa được bố trí hiệu quả hơn. Ngoài ra, cách lắp đặt tên lửa ở phần phía sau thân xe bệ phóng cũng được mở rộng và thay đổi đáng kể, giúp KCT-15 mang được lượng nhiên liệu lớn hơn, mở rộng tầm bắn tối đa. Đây là những cải tiến quan trọng, góp phần nâng cao đáng kể sức mạnh và khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam còn có một cải tiến đáng tự hào khác, đó là nâng cấp toàn diện hệ thống tên lửa phòng không S-125 Petora lên chuẩn S-125-2TM. Được biết, S-125 Petora là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô thiết kế, chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 1963. Gói nâng cấp này tập trung chủ yếu vào việc cải tiến radar điều khiển hỏa lực, bao gồm trang bị anten mới, bổ sung phần mềm điều khiển tự động và lắp đặt bộ vi xử lý hiện đại. Hệ thống radar nâng cấp cho phép hướng dẫn đồng thời hai tên lửa để tấn công mục tiêu. Sau khi nâng cấp, cự ly phát hiện mục tiêu của S-125-2TM đã tăng từ 80 km lên 100 km và độ cao tối đa phát hiện mục tiêu từ 18 km tăng lên 25 km. Đáng chú ý, tên lửa của S-125-2TM sau nâng cấp có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc từ 700 m/s ở cự ly 25 km, tăng lên 900 m/s ở cự ly 35 km. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được cải thiện đáng kể khả năng kháng nhiễu và thời gian triển khai vào trạng thái chiến đấu chỉ còn 20 phút. Để đạt được những bước tiến vượt bậc trong công nghệ quốc phòng này, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, chứng minh với thế giới rằng đất nước có đủ năng lực để tự nâng cấp và sản xuất thành công nhiều thiết bị quân sự hiện đại. Điều này không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm tự hào to lớn của toàn đảng, toàn dân. Hy vọng rằng trong tương lai, quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục được đầu tư xứng đáng để có thể phát triển thêm nhiều siêu phẩm khác bên cạnh KCT-15.